Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh nha. Lâu quá không gặp, mình cũng lu bu công việc. Thì tình hình hòa bình thế giới thì cũng rất là căng thẳng. Nói chung thì chiến sự vẫn còn xảy ra ở tại Ukraine. Thì các bạn thấy nó sẽ kéo theo cái nền kinh tế toàn cầu đi vào trong cái sự suy thoái. Hiện nay thì nói chung là cả hôm tuần rồi các bạn biết thị trường của Mỹ nó rớt hơn cả tuần lễ, rất là khủng khiếp. Thì nhìn chung thế giới nó còn rất là nhiều khó khăn, anh chị các bạn. Chính quyền liên bang nó cũng tìm đủ mọi cách để đặng mà chính quyền liên bang Mỹ đó nó cũng tìm đủ mọi cách để đặng mà nó làm cho cái kiềm chế cái lạm phát của Mỹ, nhưng mà nó càng kiềm chế thì nó cũng kéo theo những cái hệ lụy của cái nền kinh tế, là nó tăng tiền lãi suất, các bạn thấy đó, làm cho đời sống những người dân trung lưu cũng như là tiểu thương họ sẽ khó khăn hơn, tại vì họ vay nợ trôi nổi đó, thì những cái tiền lời đó nó sẽ tăng, khiến cho đời sống dân trung lưu họ vất vả rất nhiều, anh chị các bạn. Đó là những cái tình hình chung để mình chia sẻ để chúng ta cập nhật. Ở quê nhà thì tôi rất là cảm thấy rất là tin tưởng cái sự lãnh đạo của đảng và những người lãnh đạo, người ta có tâm luôn tìm ra những cái phương hướng làm sao để cho cái nền kinh tế của trong quốc nội nó ổn định. Mặc dù cái cơn bão vừa rồi nó xảy ra, cái sự thiệt hại nó cũng đến với người dân, nhưng mà tôi thấy cái chính phủ Việt Nam mình, người ta lo cho dân và kịp thời đến với người dân rất là tận tình và tận tâm. Cái điều đó tôi nói chỉ có bà phải nói là nhìn về quê hương thì rất là xúc động những cái điều đó. Ở Mỹ thì không có đâu, các bạn biết những cái cơn bão xảy ra hồn ai nó giữ thôi, tại vì cái Mỹ này nó có mua bảo hiểm á, chứ không phải Việt Nam nhà cửa đó mua bảo hiểm. Thằng chính phủ chừng nào xong hết rồi cái mấy thằng mà quan chức á, nó lái máy bay, các bạn biết lái máy bay ngồi máy bay nó quan sát thì nó quan sát cái sự việc như thế nào, coi mấy thằng chính trị Mỹ này nó bịp bợm lắm. Không phải Việt Nam mình, các bạn thấy những người lãnh đạo người ta xuống tận nơi và cùng với người dân họ di tản người dân, còn ở Mỹ này cũng đang nó xảy ra cái cơn bão ở Florida, ở miền đông nước Mỹ, chứ còn tức là Mỹ trong lúc này nó đang chuẩn bị giao mùa đó, cho nên bão lụt rồi xảy ra rất là khủng khiếp. Nhưng mà các bạn biết ở Mỹ mà khi mà thiên tai mà nó xảy ra gì đó là nó đè nặng trên những người dân, chứ không phải như Việt Nam các bạn nghĩ đâu. Tại vì sao tôi nói như vậy, là những cái bảo hiểm mà thiệt hại đó, tụi bảo hiểm đó nó phải trả cho đền bù những cái mà tài sản mà nó mất mát đó, thì nó phải tăng lên tất cả những người dân Mỹ hết, nó tăng giá để đặng nó bù lỗ lại cho nó chẳng mất gì cả. Cái xã hội ở Mỹ nó là như vậy, các anh chị các bạn thấy. Còn ở quê nhà mình thì khi mà có những cái thiên tai thì chính phủ và người dân đồng hành với nhau, nhất là những người mà người ta ăn nên làm ra đó, chứ các bạn, những người mà người ta có cái cuộc sống kinh tế dồi dào, họ bắt đầu họ biết làm từ thiện và họ giúp nhau để đặng mà cùng chung vượt qua khó khăn, để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng một phú cường và thịnh vượng. Cái xã hội tư bản này, các bạn nhìn cái mặt nổi của nó thì các bạn thấy nó rất là hào nhoáng, nhưng mà phía sau nó, mặt trái của nó cả một cái vấn đề, chứ không phải như chị các bạn nghĩ đâu. Cho nên là mình cập nhật để chị các bạn thấy, cũng như là cái chuyện mà vừa rồi tôi thấy ở Diệt Trời Dông Nước có một mấy thai thanh niên mà đánh võng rồi đánh võng rồi làm cho công an bức xúc rồi đập đó. Thì các bạn thấy như cái chuyện đó ở bên Mỹ nó cũng xảy ra hàng ngày. Mấy cảnh sát Mỹ nó cũng nóng tính lắm, mấy cảnh sát Mỹ nó không có nhẹ tay như Việt Nam đâu. Nó đập là từ phun máu cho tới bể đầu,
cho đến mà đo đất chứ không phải. Tại vì bây giờ cái xã hội dân sự Việt Nam mình, người cái vấn đề mà ý thức trong cái mô hình cộng đồng đó, nó còn nó mỗi nơi mỗi khác, nó đa dạng lắm. Rồi vấn đề mà truyền thông, rồi những cái người dân bây giờ họ xài smartphone rất là nhiều, họ xài điện thoại thông minh đó, đúng cái là họ quay, cho nên mà khi họ quay vậy thì người ta không có hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào, nó ra làm sao. Họ chỉ nhìn thấy cái người công an cảnh sát đó đánh hai đứa kia. Thì về vấn đề mà hình thức thì nó hơi mạnh tay, nhưng mà các bạn nghĩ đi, cái người mà thi hành công vụ đó, họ cũng là con người thôi. Còn cảnh sát Mỹ là nó bắn à? Nó tức lên là nó bắn. Ở bên Mỹ này các bạn biết những cái vụ mà như ở Việt Nam vậy đó, nó bắn chết hoài, cũng cho làm cho nó tức lên mấy thằng mấy đứa trẻ trẻ đó. Như ở Florida, cái vụ thằng Floyd nó hầm mới có 16 tuổi mà đi ra cũng quậy quậy, nó bắn đo đất rồi nó cũng là biểu tình biểu này kia, rồi nó cũng tìm cách nó thuê được sư, nó thuê được sư, rồi nó ra nó cãi, rồi cũng đền bù gì, cũng tiền thuế dân bỏ ra, rồi xong rồi câu chuyện cũng chìm xuồng. Còn Việt Nam các bạn thấy hiện nay tôi thấy kỷ luật mà tước cái danh hiệu công an nhân dân với hai mấy chiến sĩ đó, thì tôi thấy là nó hơi quá mạnh tay hơn Mỹ nhiều. Thay vì cái kỷ luật thôi, điều hành chỗ khác, điều đi chỗ khác làm việc, chứ mà tước danh hiệu công an nhân dân thì tôi thấy cái đó là quá mạnh tay cho những người đó, và làm cho những cái tội phạm của những cái giới trẻ đó nó sẽ lên ngôi, nó sẽ ỉ lại. Tại vì cái dân trí của người dân của mình nó chưa có đồng bộ, mà tôi thấy ông nhà nước mạnh tay quá với lại mấy chiến sĩ công an đó. Thì kỷ luật là được rồi, tại vì họ cũng là con người, họ cũng có những cái sự nóng tính của họ không kiềm chế. Gặp Mỹ là Mỹ nó cho đo đất rồi, mấy thằng đó là coi như bữa nay là là cúng tế rồi. Là tùm lum hết rồi, chứ không phải Việt Nam đâu. Để cho cái cha mẹ rồi lên, rồi truyền thông nó bóc phốt. Thời buổi giờ truyền thông Việt Nam bây giờ nó loạn lắm. Mấy ông cơ quan truyền thông Việt Nam, tôi thấy mình là một cái cơ chế một đảng mà để nó ghê quá, rất là nguy hiểm. Bởi vì tại sao? Đó là những cái lỗ hổng, kẽ hở, tạo điều kiện cho những cái thế lực thù địch nó xuyên tạc chống phá Việt Nam. Mình mạnh tay với những người chiến sĩ như vậy là chẳng khác nào là tạo cơ hội cho cái đám trẻ nó quậy. Mấy cái đám trẻ Việt Nam bây giờ có nhiều đứa cha mẹ nuông chiều một cách quá độ, họ không theo kịp với lại cái xã hội dân trí đó chứ các bạn. Họ nuông chiều một cách rất là hư hỏng, mà họ tưởng đâu là họ đã giúp con họ đang có cái cuộc sống tốt hơn, nhưng phía sau đó họ đẩy con họ vào tù tội lao lý, rồi những cái sự như mà đáng tiếc xảy ra. Hai đứa thanh niên đó rồi đánh võng, rồi chạy trên đường, rồi gây đến những cái vấn đề đáng tiếc. Cái quý vị cứ nhìn thấy đi, nếu mà hai thanh niên đó mà gây nên tai nạn giao thông, rồi gây chết người những người khác nữa rồi thì sao? Mà ông bên ngành công an tước cái gọi là công an nhân dân thì tôi thấy quá mạnh tay. Cái đó thì không nên. Kỷ luật thì vừa ví dụ như kỷ luật cảnh cáo để làm người ta khắc phục là đủ rồi. Tụi Mỹ nó, có bạn biết tụi Mỹ là mấy anh cảnh sát mà là sai ít khi nào mà nó cũng điều đi chỗ khác thôi à. Rồi nó cho nghỉ chỗ này rồi nó qua chỗ khác làm, rồi nó tìm cách nó lờ đi. Rồi mấy thằng bên mà cơ quan của mỗi địa phương đó, nó thương lượng với lại thiệt hại thì nó cũng lấy tiền thế của dân ra không mà chịu các bạn ơi.
nó thương lượng rồi đền bù rồi ngày tháng thì cũng im thôi. Bởi vì nhiều khi mình thấy cái vấn đề mà mô hình xã hội Việt Nam về cái đề mà cơ quan chính quyền mình chiều lòng theo chuyển chuyển theo cái vấn đề mà toàn cầu quá đó, nó cũng rất là nguy hiểm. Tại vì mình làm vậy là mình nhượng bộ với lại những cái tội ác tội phạm cho nó lên ngôi. Mình làm sao phải nó cân bằng mới được. Tước danh hiệu công an nhân dân là tôi thấy hơi bị quá tội nghiệp cho mấy chiến sĩ kia. Họ cũng là con người mà gặp, nếu mà tôi là người dân đi, cái kiểu đó mà tôi gặp nó tôi cũng còn đập nó nữa, nói chi mà mấy người chiến sĩ công an người ta đang làm nhiệm vụ gượt nó chạy mà nó đánh võng, nó lạng lách. Mấy cái đám lôi trôi ở Việt Nam là cần phải dạy nó, chứ đâu phải mà tước danh hiệu công an nhân dân như vậy. Quá mạnh quá. hơn Mỹ. Cái vấn đề này tôi thấy là Việt Nam hơn Mỹ nhiều về vấn đề mà dân chủ, nhân quyền, rồi vấn đề mà dân sự đó, hơn Mỹ nhiều. Mỹ là kia là nó thương lượng đền bù tiền bạc xong rồi nó chuyện, ngoại trừ những cái chuyện gì nó quá lớn lao thôi thì nó mới xử ra cái loại ra khỏi ngành thôi. Mà những con số đó là số nhỏ chứ không có phải là con số mà nó xử cảnh sát bên này rất là nhẹ tay. Ngoại trừ cái giống như đụng tới tụi da đen rồi thì nó biểu tình làm rộ á, quá đáng thì nó sức ép của chính trị, nó chính trị quá đó thì tụi chính trị quá nó mấy hàng chính trị nó mới nhúng tay vô rồi nó làm cho có lệ vậy thôi. Các bạn thấy nó mo cái xã hội Mỹ này nó phức tạp lắm. Mà nhìn về xã hội Việt Nam, mấy ông bên ngành công an tước danh hiệu người ta, hai mấy chiến sĩ kia là tôi thấy quá tội nghiệp, quá vô lấy làm tiếc. Mình làm căng quá. Trong khi đó mấy thằng nhóc kia nó quậy vàng trời nước đó. Về cái lịch sử, nói về cái lịch sử của mấy cái đứa đám đó thì xem mà thấy ớn cả da người. Ngay cả tôi về Việt Nam tôi sống tham gia giao thông đồ cũng vậy, sợ nhất là mấy cái đám lôi trôi đó. Thôi thì mình chia sẻ tin tức tổng hợp gửi về với quê hương, những gì mình thấy, cùng nhau góp tiếng nói để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, bảo vệ sự bình yên của đất nước. Chúc anh chị các bạn ở quê nhà luôn luôn bình yên và phấn đấu vượt lên, cùng chung tay nhau mỗi người một tiếng nói để đẩy lùi những cái tiêu cực của xã hội và đất nước mình ngày càng một phát triển văn minh, phú cường và thịnh vượng. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.